Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Kawai KS2F là cây đàn Pinocchio nằm trong top những cây đàn có thiết kế nhỏ gọn, được đánh giá cao về chất lượng, âm thanh vượt trội. Hôm nay mình sẽ cùng anh em giao cây đàn này đến khách hàng tại quận 12. Các bạn hãy cùng mình khởi hành nhé. Lúc này đang gần trưa, thời tiết khá là nóng. Trên đường xe cộ qua lại khá đông, với những tán cây xanh rộng nhưng vẫn không làm giảm nhiệt huyết của team. Lên đường đem đến anh em những hình ảnh chi tiết nhất về cây piano lần này, đó chính là Kawai KS2F. Có thiết kế vô cùng sang trọng, những đường nét tinh tế cùng màu sơn đen bóng với ni lông dày quấn nhiều lớp, không chỉ giúp đàn tránh được bụi bẩn ẩm ướt do trời mưa, làm mất đi giá trị cao cấp của cây piano cơ. Mời anh em cùng ngắm nhìn bộ máy hoạt động của piano KS2F nha. Đầu tiên phải nói đến tính thẩm mỹ cao, tinh tế trong từng chi tiết, đến sự sang chảnh trong kiểu dáng logo. Vú đàn kim hình chữ T bằng lông cừu, lõi bằng gỗ gụ, bọc nỉ hai bên cùng sao bo bằng gỗ vân sa, ba pedal mạ vàng thiết kế tinh tế. Các bạn ơi, đến với những phần quà hấp dẫn khi mua piano nhé. Khăn phủ phím ống sưởi cao cấp, khăn vú đàn tăng vẻ đẹp cho piano lẫn ngôi nhà của bạn. Đặc biệt nhất chính là ghế piano chính hãng Kawai màu đen bóng, được trang bị tăng đơ giúp người chơi thoải mái nhất khi chơi nhạc. Piano cơ luôn được nhân viên kỹ thuật sử dụng những thiết bị chuyên nghiệp cùng với đó là sự lành nghề để kiểm tra toàn bộ các chi tiết của đàn với sự chăm chú và tỉ mỉ, mang đến cho người chơi chiếc piano hoàn hảo nhất trước khi giao đến tận nhà cho khách hàng. Khách hàng mua piano Kawai tại Minh Phụ Music sẽ được bảo hành máy đàn và phím đàn lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Và xe tải đã đến, vẫn nâng xe hạ xuống, cửa thùng mở ra, đội tải cùng nhau nâng đàn mang vào xe nâng, rồi phụ nhau đẩy dốc ra phía ngoài. Cả đội đã cùng đưa piano vào bẫn nâng, đem vào thùng xe và kê lót đàn cẩn thận nhằm tránh sóc trên đường vận chuyển đến nhà khách hàng. Vậy là buổi đem piano cơ Kawai KS2F về quận 12 đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này, hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.